ngành thiết kế thời trang trường đại học Hoa Sen, đưa thiết kế từ bản vẽ tới sàn runway. Những năm gần đây, ngành công nghiệp thời trang của Việt Nam đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ. Các nhà thiết kế trong nước bắt đầu hành trình tiến ra thế giới và ngày càng được đón nhận. Các nhà thiết kế nước ngoài cũng đã tìm đến Việt Nam để giới thiệu sản phẩm. Ngành thiết kế thời trang vì thế mà trở nên có sức hút với những bạn trẻ có năng khiếu và đam mê nghệ thuật. Với thời gian học trung bình là 3,5 năm, sinh viên sẽ được học chương trình và tài liệu giảng dạy, được tham khảo từ Viện Đào tạo Quốc tế Nghệ thuật và Thời trang MOA Paris và trường Collège de Paris, Pháp. Chương trình đào tạo song ngữ, các môn chuyên ngành như kinh doanh thời trang, học bằng tiếng Anh từ cuối năm thứ hai. Đội ngũ giảng viên là những nhà thiết kế tên tuổi trong giới chuyên môn, chuyên gia từ các công ty thời trang, công ty thiết kế và tạp chí thời trang uy tín. Học ngành thiết kế thời trang tại Đại học Hoa Sen, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao, có thể làm việc ở các vị trí chuyên viên thiết kế bản vẽ kỹ thuật, nhà tạo mẫu trang phục, thiết kế, chuyên viên định hình phong cách, quản lý kinh doanh và phân phối sản phẩm trong lĩnh vực may mặc, thời trang. Ngành thiết kế thời trang tự tin rằng sẽ đào tạo ra những nhân tố trẻ, vừa có tri thức cao, thái độ tốt, đạt những thứ hạng đặc biệt tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế như Project Runway, thiết kế trang phục cho đại diện Việt Nam. Trở thành tân sinh viên Hoa Sen, bạn sẽ học tập ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bạn sẽ nhận ngay nhiều ưu đãi học phí cùng những đặc quyền boarding pass. Đại học Hoa Sen với giá trị cốt lõi 5T, tiêu chuẩn quốc tế, tinh thần doanh chủ, thực học thực làm, trải nghiệm sống động, tôn trọng khác biệt, nơi đào tạo ngành thiết kế thời trang chất lượng tại Việt Nam.